Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Trước mặt các bác đây là một trong những cái đèn chiếu logo được bên Ánh Sáng Hoàng Long phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì cái này mình có thể đặt theo cái nhu cầu cái đèn logo của mỗi cá nhân, tập thể hoặc là các công ty nhé các bác nhé. Thì đây là một trong những cái chiếc logo mà ông anh làm cà phê đặt bên em. Đấy. Thì cái này nó có thể quay logo hoặc là mình có thể tắt chế độ ngừng quay logo ở ngay phía đằng sau đây. Đấy, nó có cái công tắc này, em sẽ tắt cái logo để cho các bác cùng xem, cho về chính giữa thì em sẽ tắt. Rồi em sẽ tắt ở cái vị trí này. Đấy. Thì mình có thể tùy chỉnh. Cái này chống nước mưa thì mưa nhẹ thôi các bác nhé, không phải hàng chống nước mưa tuyệt đối. Bên trên đầu trên này nó sẽ có thêm một cái thấu kính để mình có thể căn chỉnh được cái chế độ nét của đèn. Đây là cái motor mà mình tắt đây này. Đấy, phía dưới này thì là nó có bốn cái góc để mình có thể bắn vít vào các cái bờ tường. Đấy. Rồi. Đây là dây chống nước đây. Cái này mình có thể siết lại. Đó. Thì bác nào có nhu cầu quan tâm đến cái sản phẩm đèn chiếu logo này thì có thể liên hệ bên em theo số điện thoại ở phần link mô tả nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.